qua 14 tháng 5, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại chuyến thi đấu tại thành phố Palembang, Indonesia với tấm huy chương đồng giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2018. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bà Đinh Thị Thu Trang, Phó Tổng thư ký của ông Đoàn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng các đội tuyển quốc gia và bà Đỗ Huyền Nga, Phó Chánh văn phòng đã trực tiếp ra sân bay quốc tế Nội Bài để đón toàn đội trở về. Đội tuyển U16 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cùng các trợ lý đã thi đấu xuất sắc ở vòng bảng với 3 chiến thắng và 1 trận hòa để lọt vào bán kết. Dù không thể đi đến trận đấu cuối cùng, nhưng trong trận tranh hạng 3 với U16 nữ Lào, U16 nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ qua là sút luân lưu để giành huy chương đồng chung cuộc. Tuy nhiên, có lẽ điều mà người hâm mộ tiếc nuối nhất là U16 nữ Việt Nam đã thất bại đáng tiếc trước U16 nữ Thái Lan ở trận bán kết dù đã có thời điểm giành ưu thế trong loạt đấu súng. Đánh giá về quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển U16 nữ Việt Nam tại Indonesia vừa qua, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết: "Bà hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện. Đây là lứa cầu thủ mà huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Lan cảm thấy yên tâm cả về ý thức cũng như thái độ thi đấu." Tuy nhiên, cũng theo thuyền trưởng của U16 nữ Việt Nam, các cầu thủ nữ trạng thái tâm lý không vững và hay tự ti vào bản thân. Để giải quyết vấn đề này, các cầu thủ cần được đi giao lưu, học hỏi nhiều hơn, dự các giải trẻ và thi đấu nhiều. Bên cạnh đó, để bóng đá nữ phát triển hơn nữa, cần có một môi trường bóng đá nữ lành mạnh hơn, giả dụ như bóng đá cộng đồng, cố gắng thúc đẩy các em nữ trẻ tham gia, gia đình và xã hội cũng nên quan tâm tới bóng đá nữ nhiều hơn. Trở về Hà Nội sau chuyến thi đấu dài ngày, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam tạm thời trở về địa phương. Dự kiến vào đầu tháng 8 tới, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 9 tới.